Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Các bạn đang nghe câu chuyện Tặc Miêu của tác giả Thiên Hạ Bá Xướng. Hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với hồi thứ 5, Hoàng Thiên Đăng. Lại nói, đám mây do phòng Vũ Trung ngưng tụ đã hóa thành trận lụt lớn. Bốn phía bên Hoàng Thành đều trũng thấp nên bị ngập trong nước lũ. Đôi thuyền của Nhạn Doanh rời thành Linh Châu, dấu kín hành tung, theo đường thủy tiến về Hoàng Thiên Đăng. Dọc đường đi chỉ thấy cảnh tượng thê lương do cơn lũ gây ra. Nào ngờ đi đến nửa đường bỗng gặp phải một con hồ ly già ba mắt. Con hồ ly đó bám trên một quả dưa, trôi từ đằng xa lại. Trong chớp mắt đã đến cảnh mọi người. Nhạn Bài Lý Tứ thấy con vật rất quái lạ, không biết báo điểm lành giữ ra sao, liền động sát cơ, dương cung lắp tên định bắn chết nó. Trương Tử Biển đứng trên thuyền nhìn chăm chú, chợt nhớ ra mình đã từng thấy con hồ ly này trong Hoàng Tăng Lĩnh. Lúc ấy nó bị bầy chó hoang đuổi và tuyệt lộ, phải nhả viên nội đan để chuộc mạng. Về sau Trương Tử Biển giết con Thát Tử Khuyển, móc được viên ngọc từ trong bụng con chó dữ. Viên ngọc đó do hồ ly hấp thụ tinh hoa từ mặt trăng, mặt trời lâu năm mới luyện thành, sao có thể để mất được. Lúc ấy nó cưỡi quả dưa dập dành theo dòng nước đến đây, chắc hẳn định đòi Trương Tử Biển trả ngọc. Trương Tử Biển tuy chuyên nghề du đãng, là chúa thích gây rắc rối, nhưng trước việc quan cấp bách phải đến Hoàng Thiên Đăng để mai phục. Chuyện thành bại phú quý của cả đời hắn đều ở trận này, hắn đâu dám sơ suất chút nào. Đương nhiên không thể để lỡ chỉ vì một viên ngọc hồ ly. Nghĩ đến đây, hắn vội ngăn cung tên của Nhạn Bài Lý Tứ, lại nói đó là hồ ly tiên không chừng. Phạm là vật dị thường tuyệt đối không được khinh suất sát hại, nếu không ắt sẽ rước họa vào thân. Chỉ bằng mở cho nó một con đường sống. Hồi trước Đường Thái Tông Lý Thế Dân tha mạng cho một con rắn xích luyện xà, mà về sau có thể đăng cơ làm vua thiên hạ. Ý Thanh Tôn Tư Mạo hồi trẻ cũng đã trừ bệnh cho một con rồng già ở đáy giếng, mới được truyền cho 4 cuốn kỳ thư. Từ đó y thuật có bước nhảy vọt. Có thể thấy rằng phàm là vật bất thường chắc chắn sẽ có linh tính. Nếu chưa từng gây họa cho nhân gian thì không nên tùy tiện giết nó. Kẻ tích đức được phúc, kẻ gây họa sẽ bị báo oán. Trong cõi u minh đều có mối quan hệ nhân quả. Xưa nay việc lành giữ nhân quả đều ứng nghiệm về sau. Nhạn Bài Lý Tứ nghe thấy thế kinh ngạc nói, thì ra là thế. Đoàn liền thu loan cung đầu nhạn lại, chỉ thấy Trương Tử Biển mọc trong bọc ra một viên ngọc, giờ nhiều về đằng trước con hồ ly. Nhận thấy từ xa tựa như hiểu ý, vốn đòn đập trong thâm sơn cùng cốc, khi lũ lớn cuốn đến vô số muông thú trong núi bị nước dìm chết. Riêng nó cứ được một quả dưa nổi trên mặt nước, tránh được tai họa. May thay đã giữ được tính mạng, cũng không biết đã quay đạp mất bao nhiêu lâu. Chẳng ngờ số trời run rủi, cơ duyên xảo hợp thế nào, rốt cuộc lấy lại được viên ngọc từ doanh nhân chữ Nhạn. Thật đúng là của rơi đáy nước nay tìm được, kim mất bể sâu lại trở về. Còn hồ ly trôi lại gần, há mồm nuốt viên ngọc vào bụng, tự vây đuôi trồn rẽ nước, ôm quả dưa trôi xuôi đi xa. Chẳng mấy chốc đã khuất sau một dốc núi, không thấy tung tích đâu nữa. Việc thiện ác trong lòng người ta vốn chỉ ở trong một ý niệm mà thôi, dẫu đã tính toán kỹ càng, hay chỉ một phút sơ ý, hễ phát sinh ác ý lập tức có hung thần đến ngay. Nếu người ta có ý lương thiện, lập tức sẽ có phúc thần phù trợ. Trương Tử Biển chẳng mấy khi nảy ra được lòng thành, không cho Nhạn Bài Lý Tứ giết con hồ ly ba mắt, tự cho rằng mình là một điều nghĩa cử tích đức hành thiện. Nhưng thực chất hắn cũng không biết được đâu là yêu tà, đâu là thiện ác. Việc làm đó rốt cuộc sẽ là lành hay là dữ thì phải chờ xem đoạn sau mới rõ, trước mặt tạm chưa bàn tới. Đoàn thuyền Nhạn Doanh đi tiếp hơn 10 dặm nữa, trông xa xa thấy mặt nước mênh mông, lau lách mỏng tùm, cuối cùng cũng đã đi vào địa giới của Hoàng Thiên Đăng. Thuyền đi tiếp vào trong, nhòm bốn phía, thấy từng cơn gió thổi qua khiến bông lau bay dập trời. Trên không trung sam sám, thỉnh thoảng lại có mấy con nhạn lạc đàn thẳng thốt bay qua, cũng không biết đi đâu về đâu nữa. Thực là ngàn lau mặt nước tơ bay loạn, đàn nhạn trên không thoáng vụt qua. Nhạn Bài Lý Tứ giải thích địa thế vùng này cho Trương Tử Biển và Tôn Đại Ma Tử. Khu đầm lầy này vốn là một cái hồ cạn lớn, xưa nay là nơi đàn nhạn hoang di cư nhất định phải đi qua. Chỗ này phía bắc gần với Trường Giang, phía nam giáp với Lục Châu, không rõ là rộng bao nhiêu dặm, hình thế rất hiểm ác. Trong đầm có vô số chuột nước tha rơm rác, bùn đất, tạo thành các con đê thiên nhiên, hình dáng như ba vòng đồng tâm. Đê của lũ chuột vô cùng đặc biệt, có thể điều tiết được lũ hồ lên xuống. Vì vậy mặc cho bên ngoài nước lũ có to đến mấy, mực nước bên trong đầm vẫn không thay đổi, trong cả một năm luôn giữ mức nước và bùn xâm lấn. Nhạn dân chúng tôi từ xưa tới nay đều sinh sống bằng nghề đánh cá và bắt nhạn, hiểu rõ các chỗ hố, vũng, ao, đầm và mực nước nông sâu. Quân Thái Bình vây công Linh Châu, không có quân thủy tiếp ứng, tới giờ bị đứt nguồn lương thảo, chỉ có thể rút về phía nam theo đường bộ. Nhưng đường xá, vùng xung quanh đều đã bị lũ lụt làm hư hại rồi. Quân Thái Bình kịch chiến mấy ngày trời, rốt cuộc không hạ được thành Linh Châu. Muốn bỏ đi thì lâm vào cảnh không còn đường rút lui. Vì vậy bất đắc dĩ phải men theo con đường đê của chuột nước trong Hoàng Thiên Đăng mà rút về nam. Trương Tử Biển thân làm doanh quan của Nhạn Doanh, nhưng hắn chẳng thông hiểu gì về cách hành binh, bày quân bố trận, lại nghĩ thế quân Việt Khấu cực kỳ lớn, bên mình chẳng qua chỉ có một doanh lính dõng, nhiều nhất cũng không đủ 1000 người, ít hơn tới 10 lần. Trước lúc đại chiến, hắn không khỏi lo ngại làm sao, làm thế nào để đối phó cho nổi. May mà Nhạn Bài Lý Tứ từng theo lão nhạn đầu đánh trận nhiều năm, chỉ có điều cái nhạn dân như họ xuất thân từ đám mai lộ, nên tuy được thu dụng và biên vào lính dõng Linh Châu, nhiều lần lập chiến công, nhưng vẫn bị người ta dị nghị về quá khứ, trước sau khó được quan phủ tín nhiệm. Nhưng Nhạn Bài Lý Tứ và Trương Tử Biển trước sau đã kết nghĩa anh em, đương nhiên hai gã phải tận tâm tận sức giúp đỡ. Gã Điểm Nhiên nói với Trương Tử Biển: "Tam ca chớ lo âu, nước đến thì đất chắn, binh đến thì tướng ngăn. Quân tinh nhuệ của giặc tóc dài chẳng qua cùng chỉ 1/2 phần 10, còn lại toàn đám ô hợp thôi, căn bản không thể chịu được một đòn. Huống chi Hoàng Thiên Đăng là xảo huyệt của ta, đường thủy ngoắt ngoéo phức tạp, người ngoài rất khó biết được. Đã dám đến địa bàn của chúng ta đây thì dù là Việt Khấu cũng chỉ có đi mà không có về. Đến một đứa thì chết một đứa, đến hai đứa thì bỏ mạng hai đứa, chỉ sợ bọn chúng đến không đông mà thôi." Nhạn Bài Lý Tứ nói xong liền giơ tay ra lệnh cho lính dõng dùng thuyền. Trong doanh ai nấy đều mang theo một cái còi nhạn. Cái còi này chế ra từ xương sọ của nhạn hoang, khi thổi lên thì tiếng kêu hết sức thê lương, sâu thẳm, có thể bắt chước được tiếng nhạn kêu. Lúc ấy tiếng còi nhất loạt vang lên, làm kinh động bốn bề. Trương Tử Biển và Tôn Đại Ma Tử là người dân ngoài nghề, không biết vì sao toàn doanh lại thổi còi nhạn. Trực hỏi rõ thì thấy từ đám lau lách, lối nước tùm ở bốn phía bông xuất hiện vô số bè tre. Người trên bè thì đầu đều cắm lông đuôi nhạn, người khoác áo tơi, nhưng trên tay đều cầm vũ khí giết người như súng tự chế, tiêu tre, chĩa đầm cá, phi tiêu ngạch, nhạn linh dao. Hồi trước lão nhạn đầu muốn tìm một kiểu thoát trong thời loạn thế nên dẫn rất nhiều dân loạn về thành Linh Châu làm lính dõng. Nhưng trong đầm vẫn còn lại không ít thợ nhạn. Những người ở lại tuy phần lớn đều là ông già, bà cả, phụ nữ, trẻ em, nhưng xét trên tổng thể thì số người có thể cầm đao giết người cũng không dưới 2000. Cho tới nay, những người này vẫn ẩn nấp trong Hoàng Thiên Đăng, làm cái việc trăng lưu giết người, gió lơ phóng hỏa, có thịt cùng ăn, không lương cùng nhịn. Lính dõng cho Nhạn Doanh đều là con em vùng Hoàng Thiên Đăng, nên khi hai bên gặp nhau thì vui mừng lắm. Nghe tin lão nhạn đầu đã bỏ mạng ở trận tiền, mọi người nhớ lại những ân tình xưa kia, ai nấy đều thở than thương tiếc, nghiến răng nghiến lợi muốn báo thù rửa hận cho lão thủ lĩnh. Khi cơn bi phấn tạm nguôi, Nhạn Bài Lý Tứ mới dám đảm nhận dân mãi lộ đến diện kiến Trương Tử Biển. Trương Tam Ca có nghĩa khí hơn người, là bậc hào hán khẳng khái. Còn thần ngao ở Hoàng Tăng Lĩnh, hòa thượng chuột thành đũa, Bạch Tháp chân nhân ẩn náu trong phủ đề đốc đã bị tam ra đây bắt sống, giết chết. Đúng là người vì dân trừ hại, thiên hạ đều khen ngợi. Không chỉ như vậy, Trương Tam ra đây còn học được bản lĩnh do Miêu Tiên Đàm đạo nhân truyền lại, rất được tuần phủ đại nhân tin tưởng. Tới nay, anh em Nhạn Doanh chúng tôi đều đi theo Tam Ca để giết giặc lập công. Nhạn Bài Lý Tứ là con của lão nhạn đầu, xét về võ nghệ và kiến thức thì gã là hào hán số 1 trong mấy nghìn thợ săn nhạn. Đám thợ săn nghe gã nói như vậy thì thảy tin là thật, đều tranh nhau kết bái với Trương Tử Biển. Trương Tử Biển thầm kêu: Thật là xấu hổ, Trương Tam gia ta cũng có ngày vẻ vang như hôm nay sao? Đoạn hắn mặt dày nói với đám nhạn dân rằng: Không biết kiếp trước đã thắp bao nhiêu nén hương, mà kiếp này được kết giao với biết bao huynh đệ, thực là không uổng một đời tiểu đệ đây. Trương Tam vốn là người thẳng tính, xưa nay chưa từng học lối uốn giọng khom lưng, định nọt bợ đỡ. Hôm nay đến tương trở, có câu rằng: Hổ chết để giả, người ra để tiếng. Cam chịu chôn vùi trong đám bụi đất, thảo mãng, chẳng bằng là một hào hán oanh oanh liệt liệt, lập nên kỳ công bất hủ, bình định giặc giã, ăn sẽ được sử sách nghìn thu ca tụng. Cũng là để hậu thế còn biết đến rằng dưới gầm trời này cũng từng có tên tuổi Nhạn Doanh của chúng ta. Trương Tử Biển hiểu rằng nhạn dân đều xuất thân nghèo khổ, có câu rằng: Người nghèo chí hèn, người quèn lắm mộng. Đối với những người chỉ hiểu việc trượng nghĩa một cái hết sức giản đơn thì những trung quân ái quốc, sử sách lưu danh không thích hợp để nói ra. Vì vậy hắn mạnh dạn bao hoa một phen. Từ khi Việt Khấu làm loạn đến nay, đánh từ Nam đến Bắc cướp châu, đoạt phủ, đã thu được không biết bao nhiêu vàng bạc, lụa là. Đó đều là của bất nghĩa. Vì vậy Trung Cung giàu có chẳng khác nào cánh thương nhân buôn bán hàng hóa. Hơn nữa, nghe nói những tên đầu sỏ của bọn giặc đều là những tên cướp biển có tiếng, từng cướp rất nhiều thuyền buôn của cánh người dân Tây Dương. Vì vậy thu được nhiều kim dương tiền. Ngoài ra, chắc hẳn những tên từng làm cướp biển sẽ tìm được kho báu của Long Cung. Nhưng vật lấy được đương nhiên đều là những kỳ chân dị bảo. Đã là châu thì ắt là châu giả quang, đã là ngọc thì ắt là ngọc bích doanh xích. Bây giờ triều đình to nhỏ đều có việc dẹp yên giặc giã làm đầu. Chỉ cần các nơi tiêu trừ sớm nạn Việt Khấu thì những của cải trên người bọn giặc tóc dài, ai có bản lĩnh, có gan lớn để lấy được thì sẽ thuộc về người ấy. Sau này quan phủ sẽ không truy cứu. Trước đây Trương Tử Biển đã phân phát một ít kim dương tiền cho lính dõng Nhạn Doanh. Kim dương tiền là cái gọi trong dân gian, kỳ thực là tiền vàng của nước ngoài. Tuy chúng không chính thức lưu thông giao dịch trong nước Đại Thanh, nhưng đều là vàng thật, bạc trắng chính cống, lại được đúc hết sức tinh tế. Ai nhìn thấy mà chẳng mừng. Vì vậy giá cả của chúng rất là cao. vượt quá giá trị thực. Nhạn dân nghe nói trên người Việt Khấu đều dát vàng bạc của cải thì đều phấn chấn, nhào nhào bày tỏ ý nguyện theo quân giết giặc. Bên cạnh đó, Nhạn Bài Lý Tứ chọn mấy người có mối quen biết với cánh mai lộ cướp cản, sai thuyền đi phi nhạn để tụ tập lại cả đây. Bây giờ chiến loạn kèm theo thiên tai khiến dân các vùng đều không còn đường sống. Thấy trước mặt có một cơ hội phát tài thì đều không ngại nguy hiểm mà hưởng ứng. Trong một ngày đã tụ tập được 3.000 người, phân thành các đội trên bộ, dưới nước, mỗi đội do một viên tiêu quan của Nhạn Doanh thống lĩnh. Lại dự bị rất nhiều súng và thổ pháo, bố trí nhiều tầm vông, tên nỏ để mai phục trên các bè nhạn ở khắp nơi. Tới tầm vào sáng hôm sau, thám tử về báo đã trông thấy đại đội người ngựa của quân Thái Bình rung rung chảy đến. Quân sĩ ken dày như kiến, đội ngũ cuốn rời dập đất, không thấy đầu đuôi, chẳng rõ rốt cuộc có bao nhiêu người ngựa. Nhạn Bài Lý Tứ hạ lệnh cho các đội người ngựa phân tán vào đám lau lạch, giấu kín hành tung. Khi nào nghe tiếng còi nhạn thì mới nhất tề xông lên chém giết. Một trận huyết chiến sắp nổ ra. Thật đúng là lạnh mặt trời, ngút cao sát khí, bút mây trôi, ảm đạm khói lang. Muốn biết chuyện sau thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Chúng ta cùng đến với hồi thứ 6, mèo gào. Lại nói Nhạn Doanh với 1.000 lính dõng hội hợp với nhiều cánh cướp cản, mai lộ mai phục trong Hoàng Thiên Đăng, bố trí thế trận thiên la địa võng chết người. Nhưng người đó phần lớn đều xuất thân làm nghề săn nhạn và đâm cá, quen các ngón nghề mai phục. Trong khu đầm lầy lại có cỏ nước lau lách tùm dày đặc, kín tầm mắt, che giấu đi sát cơ nguy hiểm ở bên trong. Cả một vùng nước hoang dã, lạnh lùng, im lìm, người ngoài căn bản không thể nhìn thấy điểm nào khác lạ. Tới tầm vào sáng, giọt sương đầu ngọn cỏ còn chưa tan. Trong vùng nước sẫm ấy lau lách mênh mông, từng đám sương giật giở bay. Đã trông thấy quân Thái Bình tiến vào Hoàng Thiên Đăng. Trương Tử Biển vội sai Nhạn Bài Lý Tứ ở lại cắt đặt lính dõng, chuẩn bị phục kích. Hắn mang con mèo đen, rồi sai Tôn Đại Ma Tử và Nhạn Linh Nhi làm người tùy tùng, cùng chống một cái bè nhạn ra đến vùng nước sâu nhất là khu mộ nhạn. Mộ nhạn này vốn là một núi đất ở giữa Hoàng Thiên Đăng, sau này bị nước nhấn chìm. Nghe đồn trong đàn chim di trú theo mùa giữa phương Bắc và phương Nam ấy, vốn có rất nhiều con tuổi già, sức yếu hoặc giữa đường bị bệnh tật không qua được. Chúng biết không thể bay tiếp tới đích, đành đầu trên mộ nhạn chờ chết. Khi chúng sắp tuyệt mệnh, vẫn ngẩng đầu lên nhìn trời trừng trừng. Trong đồng loài giang vỗ cánh trên không trung, từ xưa tới nay không ai rõ vì sao nên con chim di trú hoặc nhạn hoang sắp chết đều đậu lại trên mộ nhạn này. Nhưng Nhạn dân luôn luôn sùng bái nghĩa khí, giữ phong tục xa xưa truyền lại, không bao giờ sát hại những con chim di trú đáp xuống xung quanh vùng mộ nhạn. Bên cạnh đó, mộ nhạn còn có một truyền thuyết khác mà ngay cả những thợ săn giả nhất trong đám nhạn dân cũng không biết rõ nguồn gốc, chỉ truyền miệng cho nhau từ đời này sang đời khác. Chuyện kể rằng vào khoảng cuối đời Đường, trong thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc, có một tướng quân đã bị người ta hại chết ở đó. Nhạn dân trong đầm thương tiếc trước cái chết tráng liệt, đã dựng một cái miếu tành toàng ở mộ nhạn để chôn cất thi thể của vị tướng quân nọ. Năm nào cũng thắp hương cúng bái. Đến những tượng đất nơi miếu hoàng, nếu thường xuyên nhận hưng thì cũng còn linh thiêng. Huống hồ bộ hài cốt trong miếu thổ địa là một vị tướng quân phải ngậm hờn mà chết. Không rõ có phải vì anh linh trường tồn bất diệt hay không, mà từ khi trên mộ nhạn có tòa tướng quân miếu, núi đất bắt đầu sụt lún, cuối cùng chìm xuống dưới nước. Sau đó đêm trời bất thường, có vô số chuột nước bắt đầu tha rơm rác, đá gỗ để đắp xung quanh mộ nhạn một vòng đê kéo dài đến mấy chục dặm, khiến cho các dòng nước đổ vào Hoàng Thiên Đăng được lưu thông, nuôi dưỡng đám cỏ nước mọc rậm rạp, ngay cả hạn hán cũng không ảnh hưởng tới được. Chỉ có điều từ đó trở đi, trong vùng đầm lầy lau sậy này thường có những trận gió âm và sương mù xuất hiện, khiến cho trời đất biến sắc, nước mây mờ mịt. Những hiện tượng dị thường này lúc có lúc không, trước giờ không theo một quy luật nào cả. Nhạn dân thường bảo ấy là oán khí chưa tiêu tan của vị tướng quân trong mộ nhạn kia. Chỉ cần một trận gió âm nổi lên là báo hiệu trên thế gian có tai họa như binh đao, hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh. Trước đây người ta rất tin vào câu chuyện này, cứ đầu năm lại mua những đứa trẻ nhà nghèo ở ngoài tỉnh, phối thành một cặp đồng nam đồng nữ, rồi cho trang điểm chỉnh tề, ném xuống vùng đất xung quanh mộ nhạn, dìm chết để nuôi cá, cầu xin thần linh dưới nước bất giận, phù hộ cho phương này được bình yên vô sự. Tuy nhiên, việc làm đó còn chưa thấy tác dụng thực sự đâu. Mặc cho đám ngu dân tha hồ cung bái, chiến sự thiên tai vẫn cứ thế nổ ra. Chính vì vậy dần dần hương lửa chỗ này trở nên lạnh lẽo. Cho tới cuối thời Minh, phong tục tàn nhẫn đó mới bị xóa bỏ hoàn toàn. Trương Tử Biển nhớ hồi ở trong Miêu Tiên Tử, lúc gặp Lâm Trung Lão Quỷ lần thứ hai, từng được Lão Mách bảo rằng tương tình của hắn đang chiếu sẽ phát ở nghiệp vô trong thời loạn thế. Chỉ cần làm theo những lời căn dặn của Lão, thì dẫu dẹp loạn hay giết giặc cũng ăn định là thắng. Này muốn thủ thắng ở Hoàng Thiên Đăng thì phải dùng con mèo đen để lôi đi di cốt của tướng quân trong mộ nhạn ra. Nếu sơ suất chút nào thì toàn quân sẽ bị tiêu diệt ngay. Thường có câu mật ngọt chết ruồi, câu đó thật không sai. Nhưng Trương Tử Biển bị ma quỷ mê hoặc, cứ xem lời Lâm Trung Lão Quỷ như khuôn vàng thước ngọc, bảo sao là làm y như vậy. Đương nhiên, việc thành bại hôm nay hắn chỉ có thể trông chờ vào mỗi việc đó mà thôi. Thế nên vội vội vàng vàng đến mộ nhạn, thật đúng là lòng như tên bắn còn e chậm, chạy tựa đằng vân thấy chẳng nhanh. Nhạn Linh Nhi là người dân đường, từ nhỏ cô đã lớn ở Hoàng Thiên Đăng, đối với đường thủy các nơi đều thông thuộc. Cô trông bè nhạn trên mặt nước, len lỏi trong đám lau sậy rậm rạp lòa xòa, đưa Trương Tử Biển và Tôn Đại Ma Tử đến một vùng nước rộng. Chỉ thấy nước ở quãng lau lạnh sâu trong đầm, phẳng lặng như gương, khói sóng màn mác, hết sức thanh u. Nhạn Linh Nhi chống rào dùng bè, nói với Trương Tử Biển: Tam ca, nơi đây chính là mộ nhạn, chỗ tòa miếu tương quân chìm dưới đáy nước, thường có xoáy mạnh hút người ta xuống. Mực nước nồng sâu khó mà biết được, nhiều năm nay không ai dám thăm dò cho rõ thực hư. Trương Tử Biển không thảo bơi lội cho lắm, nhiều nhất cũng chỉ quèo quảo chân tay như chó bơi mà thôi. Bây giờ đang ở trên mặt nước nên hắn không khỏi run sợ, nhưng vẫn nói cứng. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, Nhạn Doanh chúng ta toàn là hảo hán, khi hành động chỉ cần hợp với lương tâm trong vòng trời đất, chứ không cần phải đắn đo về lời xì xào của người ta. Sao phải tin vào những chuyện quỷ thần hiến hoặc ấy? Bọn các ngươi chỉ cần đứng xem cho rõ tam gia ta làm thế nào mà các vị tướng quân bị vùi thây ở dưới đáy nước kia hiện ra diện kiến là được chứ gì. Tôn Đại Ma Tử vốn xưa nay không sợ quỷ thần, nhưng hết sức kính trọng các bậc anh liệt thời xưa, bây giờ đang chuẩn bị ác chiến với lũ Việt Khấu. Không hiểu vì sao Trương Tử Biển đột nhiên muốn làm một chuyện kỳ quái như vậy. Nghe thế, gã vội khuyên ngăn: Cha mẹ ơi, chuyện này không phải là chuyện đùa đâu. Xem ra thì vị tướng quân kia cũng là bậc thủy thần oanh liệt, tam đệ sao lại mạo muội làm kinh động đến ông ta? Trương Tử Biển nói: Nếu quả thực ông ta ở dưới nước có linh thiêng thì đáng ra phải giúp đỡ Nhạn Doanh chúng ta dẹp yên giặc cơ chứ. Nói đoạn, hắn sai Nhạn Linh Nhi chống bè tới sát chân đê. Trên thân đê đầy những miệng hang to chừng nắm đấm, đám chuẩn nước đào hang dày đặc thông với nhau, Chuột nước là loài gần giống với hải ly, cũng có răng nanh sắc nhọn, có thể gặm đổ thân cây cổ thụ nghìn năm, giỏi việc đắp đập, xây đê. Nhưng chuột nước ở Hoàng Thiên Đăng được dân gian truyền nhau gọi là chuột cống, chuột cống nước hoặc là âm thử tinh, không phải đồng loại với họ hàng nhà hải ly. Chúng thích những nơi lạnh lẽo, ẩm thấp, tính tình tàn nhẫn, giàu hoạt, có thể bơi dưới nước, lôi cá lớn lên bờ, lại có thể cắn chết, ăn thịt nhưng còn chìm nước hoặc nhạn hoang đang đậu trên lau lách. Những con chuột lớn thậm chí có thể bắt giết cả mèo già. Ở trong đầm lầy, chúng lợi dụng khí âm tụ tập mỗi lúc một đông, nhiều không kể xiết. Chỉ riêng có mèo hoang Linh Châu mới khắc chế được chúng. Trương Tử Biển chiếu theo thuật xem tướng mèo do Lâm Trung Lão Quỷ truyền thụ, đem nguyệt ảnh, ô đồng, kim tuyên miêu đẩy tới gần hang chuột nước. Loài mèo ngửi thấy mùi hôi tanh là lập tức phát tán. Tuy mèo hoang Linh Châu xưa này không bắt chuột, nhưng trời phú là thiên địch của loài chuột. Con mèo hoang vừa ngửi thấy mùi tanh nồng xông lên từ hang chuột nước, lại không thể nhịn được kêu gào một tiếng. Có thể bạn đọc muốn hỏi thế nào là gào lên một tiếng. Vốn là tiếng kêu của mèo từ xưa tới nay chia thành một số mức độ. Phần những con mèo nào kêu được tiếng gào thì quý nhất, còn những con mèo lười nhác chỉ chuyên nằm gác bếp sưởi ấm thì tiếng kêu là meo. Tiếng kêu uy mãnh nhất của loài mèo được gọi là mèo gào. Con mèo đen gào lên một tiếng thật khác thường, đúng là vọng 9 tầng trời mây phải giạt, vang vào khe suối cá đều kinh. Trong Miêu Kinh có câu rằng con mèo trong mắt có đường kim tuyến thì tiếng như hùm hổ, sư tử. Trong nhà nằm ngoài sảnh, dẫu ngủ thì chuột cũng chết. Nhưng còn âm thư tinh dưới nước rất sợ tiếng của mèo gào. Chỉ cần nghe hơi là đã trốn ráo. Nỗi sợ của chúng nhanh chóng lan ra khắp nơi. 1 đồn 10, 10 đồn 100. Cả một bầy chuột nước đang ẩn nấp trong các hàng hốc trên thân đề, thảy như có tai họa lớn sập ập xuống. Thế là già bám trẻ nhào nhào lao ra khỏi các miệng hang, chạy tràn ra bờ đê như một cơn thủy triều. Cả bọn Trương Tử Biển không ai ngờ mấy tiếng mèo kêu mà có thể gây ra cơ sự đến thế. Chỉ thấy vô số con chuột cống da bóng lông mượt, răng nhọn năng sách đang tranh nhau cướp đường chạy trốn, lưu lượt tựa như những luồng nước độc đang vọt ra phía trước, khiến người ta cảm thấy như trời sắp long, đất sắp lở, ngày tận thế đã tới. Cả ba đều cảm thấy hết sức kinh dị, toàn thân nổi gai ốc. Nhạn Linh Nhi vốn trông bè ra giữa vũng nước, chỉ mong chạy càng xa càng tốt. Số lượng chuột công nhiều tới mức kinh cả người. Con đê chuột chật hẹp vốn không thể đủ chỗ cho chúng tháo chảy. Có rất nhiều con chuột bị đẩy xuống nước. Loài âm thử tinh đó bẩm sinh đã rất giỏi bơi lặn. Đám chuột bị rơi xuống nước tranh nhau bơi đi, lập tức khiến mặt nước vốn đang yên tĩnh bốc nổi lên sùng sục, như thể người ta mở năm vung nổi nước sôi vậy. Đột nhiên trên mặt nước nhấp nhô xuất hiện một cái xoáy nước cực lớn, khiến những con chuột ở gần bị hút xuống dưới. Sự việc càng khiến bầy chuột trở nên hoảng loạn. Nhạn Linh Nhi kêu lên, không xong rồi, chắc hẳn đó là con Mi Đồng Lăng Ngư vốn tiềm phục dưới đáy nước Hoàng Thiên Đăng. Cô biết con cá này rất lợi hại, cả bọn lại ở trên mặt nước khó mà chống đỡ, liền nhanh chóng đẩy bè cập vào một cái chỗ đất cao gần đó. Vốn đây là một thân cây cổ thụ đã bị chặt còn chưa gốc, biên cương có thể đặt chân được. Ba người vừa đặt chân trước lên gốc cây thì bè đã lật nhào. Chỉ thấy sóng nước rẽ làm đôi, từ trong vọt ra một con cá to như bầy thủy quái, thấy đầu không thấy đuôi. Đầu cá còn lớn hơn cả cái cối xay cỡ đại những 3 lần. Mặt cá giống hệt với mặt người, màu da như màu đá, cái mồm rộng đến khiếp hãi đang mở rộng hút nước, liên tục nuốt sống những đám âm thử tinh đang tập trung bên cạnh. Vạn vật trên thế gian tuân theo vòng luân hồi của vòng trời. Có câu rằng dùng muối chế đậu hũ, vật này trừ vật khác. Đàn chuột nước tập trung trong đầm rất nhiều, tự sinh sẽ sinh ra loài cá mi động lăng ngư, chuyên ăn thịt chuột nước. Cái gọi là mi động có nghĩa là hút nước. Loài cá này xù xì như tảng đá, cả năm trời cứ nằm phục dưới đáy nước, không động đậy. Nhưng lúc nào đàn chuột nước tập trung làm mặt nước động mạnh thì con cá này mới xuất hiện, lôi theo bột cát dưới đáy nước vọt lên, khiến cho mặt nước như bị lật nhào. Tôn Đại Ma Tử không biết loài mi động lăng ngư này tưởng là thủy thần hóa thành, gà trông đến đỡ người ra. Nhưng Nhạn Linh Nhi thì biết con lăng ngư hút nước, sức có thể nuốt cả một con trâu, ngựa. Cô không hiểu việc làm vừa rồi của Trương Tử Biển rốt cuộc nhằm mục đích gì, đành hỏi: Tam ca, đại quân Việt Khấu sắp sửa đến nơi rồi, giờ huynh còn đi bắt cá là sao? Trương Tử Biển vốn là kẻ du đãng, lưu manh, tuy lâm vào cảnh nguy hiểm nhưng cũng không quên chu môi thỏ mỏ, liến thoáng nói: Mọi tử không biết đấy thôi, trong nhà tam ca ta còn có mẹ già 80 tuổi, chỉ mong bắt được một con mi động lăng ngư về để bán kiếm tiền nuôi mẹ thôi. Nhạn Linh Nhi nghe thấy thế rất cảm động, nghi bụng doanh quan Trương Tam Ca của Nhạn Doanh chúng ta chẳng những đa mưu tức trí, cử chỉ khẳng khái, nghĩa khí hơn người, mà còn là một người con hiếu thảo hiếm có. Để lúc chuẩn bị đánh trận mà còn không quên việc phục dưỡng bà mẹ 80 tuổi ở quê. Tục ngữ có câu: Vạn điều ác, tội dâm lớn nhất, trăm việc lành, lấy hiếu làm đầu. Thời nay đã không còn như thời xưa, có được người như thế mới thật là đáng quý. Từ đấy cô càng thêm kính phục Trương Tử Biển. Nhưng Trương Tử Biển chưa kịp nói hết câu, còn lăng ngừ đột nhiên quay đuôi dương vầy, từ trong miệng học ra một bộ xương người. Bộ xương ấy rất to lớn, tuy da thịt toàn thân đã tiêu tan hết, chỉ còn lại bộ xương cốt trắng nhợn, nhưng hình dạng khôi vĩ đó vẫn còn lớn hơn Tôn Đại Ma Tử nửa cái đầu. Bên ngoài bộ xương, toàn thân dưới đều mũ mão, nai nịt chỉnh tề. Mũ kim khôi là loại nhật nguyệt phi hổ phôi, áo giáp là loại giáp liên hoàn trăm vòng sắt, bịt tai hình mắt thú, hộ tâm giáp bằng đồng, dây buộc bằng sợi gân bò, chiến bào thêu chim anh vũ. Chẳng biết vì nguyên cớ gì mà bộ nhung giáp đó còn nguyên như mới. Trương Tử Biển nấp ở gốc cây nhìn thấy rất rõ, nghi bụng đúng là miêu tiên gia hiển linh, rốt cuộc cũng mời được vị lão gia từ dưới nước lên. Bộ xương này cũng vùi dưới đáy nước nghìn năm, quả nhiên vì lâu năm nên đã tích tụ yêu khí. Không rõ sau khi hiện hình thì nó sẽ tác yêu tác quái như thế nào. Đúng là mây xanh nào có ý gì, chẳng qua ngọn gió đưa về mà thôi. Muốn biết bộ xương của tướng quân này làm thế nào giúp Nhạn Doanh giết giặc lập công, xem hồi sau sẽ rõ. Chúng ta cùng đến với tiếp hồi thứ 7, huyết chiến. Lại nói vùng Hoàng Thiên Đăng, đường thủy đan sen chẳng chịt, lào lách chảy rộng hàng vạn khoảng, đất rộng dân thưa, xưa nay là sở huyệt ẩn náu của đám hảo hán lục lâm, chuyên chặn đường cướp của, mai phục giết người. Không biết khách qua lại đã bị giết oan, vì vậy âm khí trong đầm rất nặng. Lời của tác giả: Năm xưa khi ngôi mộ tướng quân ở Mộ Nhạn bị chìm xuống đáy nước, miếu thờ đổ nát, thi thể của vị tướng quân nọ bị mi động lăng ngư nuốt vào bụng. Nhưng đó là di cốt của bậc anh hùng thời xưa, trên người lại mặc bộ áo giáp hộ thân quý báu, có thể tránh được lửa, nên đã tạo thành một vầng khí sáng vô hình, vô chất dày đặc bao xung quanh. Vì vậy dẫu nằm trong bụng cá, xương thịt đã rữa nát hết, nhưng bộ xương mặc giáp trụ vẫn không hề bị tiêu hóa. Con mi động lăng ngư hết sức tham ăn, lúc ấy chỉ mong nuốt đầy bầy âm thử tinh đang bơi dưới nước. Nhưng bộ xương nọ choán hết cả chỗ trong khoang bụng của nó, nên nó khó lòng ăn cho sung sướng, đành phải hộc ra khỏi dạ dày. Chỉ thấy nước đen vọt ra cuồn cuộn trong miệng con mi động lăng ngư. Một bộ xương còn mặc nguyên cả khôi giáp được phun ra, trắng nhơn nhẫn, ướt đầm đìa. Trên cái đầu lâu, hai hốc mắt sâu thẳm như cái lỗ đen vô thần nên thẳng lên không trung. Bộ xương được bộ giáp báu nâng đỡ, cứ thế dập dành trôi nổi trên mặt nước. Trong Miêu Tiên Tử, Lâm Trung Lão Quỷ đang bách bảo Trương Tử Biện rằng chỉ cần ngươi trông thấy bạch cốt tướng quân trên mặt nước thì Nhạn Doanh nhất định đại phá được Việt Khấu. Các tình tiết cụ thể hơn thì chẳng nói một chút nào. Trương Tử Biện nghĩ đến vỡ cả óc cũng không đoán được chỗ ảo diệu bên trong. Tuy hắn rất tin tưởng vào chuyện đó, nhưng khi chuẩn bị đánh trận tới nơi thì lòng lại thấp thỏm không yên, thầm trời đồng rằng con bà thôi tha nhà nó chứ. Trông cái bộ xương to trong mộ nhạn này, tuy hồi còn sống chắc oai hùm lắm, nhưng bây giờ chẳng qua chỉ là một đống xương vô tri vô giác mà thôi. Làm sao chỉ nhờ vào nó mà thắng trận được. Cái thằng cha Lâm Trung Lão Quỷ không biết uống nhầm thuốc gì nữa. Nhờ lão ta nhất thời hồ đồ tính nhầm, bày kế cho ta, chẳng hóa ra liên lụy đến cái mạng nhỏ Trương Tam Gia này phải chịu chết ở đây hay sao? Đang lúc nghi ngờ lung tung, bỗng một trận gió âm thấu xương thổi tới. Trận gió này không phải tầm thường, thật là cuốn dậy đất bằng nơi địa ngục, thổi bay bụi núi phong đô. Trong phút chốc, đất trời biến sắc, mây mù đều tan. Trương Tử Biển toàn thân rét run lên, nhìn vào mặt nước, thấy cả con bi động lăng ngư lẫn bộ xương trắng của vị tướng quân đều đã chìm xuống đáy nước. Chỉ còn lại đàn chuột cống đang nháo nhào cướp đường bộ chạy trên dưới chân đê. Nhạn Linh Nhi thấy mây mù tan hết, không dám chậm trễ, vội vã lật cái bè vừa bị úp trên mặt nước, kéo Trương Tử Biển và Tôn Đại Ma Tử lẩn vào trong đám lau sậy để hội họp với đám lính gióng Nhạn Doanh đang mai phục gần đó. Trương Tử Biển dạp trên bè, trong lòng chợt thấy hổ nghi không thôi. Không hiểu bộ xương của vị tướng quân thân vùi dưới đáy nước có tác dụng gì. Hẳn đầu có biết rằng bộ giáp báu mặc trên bộ xương vốn là một cổ vật đã từng trải qua nhiều chinh chiến, sát khí tích tụ trên đó rất nặng. Thêm vào đó, nghìn năm nay không phơi ra trước ánh mặt trời, lần này xuất hiện khiến trong khoảnh khắc gió âm nổi dậy, thổi cho hàng vàng bông lau lay động, lại khiến cho đám mây mù mỏng manh đang che phủ Hoàng Thiên Đăng bị cuốn sạch đi, làm tiêu tan hết sát khí. Bộ bảo giáp sau đó tan thành từng mảnh vụn, rồi cùng bộ xương chìm xuống đáy nước mộ nhạn. Trận gió đến đi quá nhanh, nhưng đó là then chốt của thành bại của Việt quân, ảnh hưởng vô cùng lớn lao. Thơ cổ có lời rằng: do đồng chẳng mến Chu Lăng, thi giải đồng tước, đã giam hai kiểu. Đó là thời Tam Quốc, giai đoạn hậu Hán, trước khi nổ ra trận xích bích. Nếu không có hiện tượng cá trạch đào hang bao hiểu có gió đông, thì những khổ nhục kế, liên hoàn kế, phân giáp kế, dẫu tình vì đến mấy cũng vất đi. Nhược bằng Vũ Hầu Gia Cát Lượng không mượn được gió đông, thì làm gì có trận hỏa thiêu liên hoàn của quân Tào. Chính vì vậy, có một bài tán tán tụng riêng về cái hay của gió trời rằng: bay bay bay, gió nam bắc đông tây, bóng hình đâu chẳng thấy, cuốn sạch bụi trần ai, giúp trời vén hết mây, bắt hoa dương thổi liễu gầy. Lòng sông đưa đẩy thuyền này lênh đênh, đơm mây trắng rời núi xanh, nhẹ vờn lá cây cảnh một phen, xuyên song cửa lọt qua rèm, rùng rình bóng lửa ánh đèn lúc khuya. Bộ giáp báu dưới đáy nước mộ nhạn làm dậy lên một trận gió âm, thì có liên quan gì đến việc Nhạn Doanh mai phục trong Hoàng Thiên Đăng, vốn là Việt Khấu khởi binh đánh thành Linh Châu, dụng quân lâu ngày mà chẳng nên công cán gì. Lại thêm bốn phía nước lột dâng cao, lương thảo cạn kiệt, khiến lòng quân hoảng loạn, đành phải nhân lúc mưa ngừng để vội vã rút lui. Nhưng đường cái phần lớn đã bị lụt làm sạt lở, nhiều nơi hoàn toàn không có đường để đi. Chỉ duy nhất đủ để cho đại quân vượt qua là Hoàng Thiên Đăng. Đại đội người ngựa quân Thái Bình cuốn cờ im tiếng rút lui trong đêm, vòng vèo quanh co đi theo đường núi, lục tục đến bờ đầm thì đội ngũ đã không được chỉnh tề, người nào người nấy lê bước uể oải. Trời tảng sáng, trong đầm chỉ thấy toàn là mây mù mỏng che phủ, im lặng đến lạ lùng. Thủ lĩnh quân Thái Bình là người từng trải xa trường, hiểu rõ linh cơ, lại cực kỳ đa nghi, nhìn động tĩnh mà đoán được tình hình. Hắn tuy biết xung quanh Linh Châu không có đội quan binh nào lớn, nhưng khi tới đây thì đám mây mù trong Hoàng Thiên Đăng có ẩn náu sát cơ, liệu chừng nơi đây rất nguy hiểm, nhất thời không dám khinh suất đi vào. Đành phái tham tử dò la tìm đường khác. Ngay lúc ấy, bỗng thấy trong đầm xuất hiện nhiều chuột chạy vọt qua bên cạnh, trốn vào vùng đất hoang. Đồng thời, giữa khoảng trời đất lại xuất hiện gió mạnh cuốn tới, quét sạch mây mù. Viên thủ lĩnh quân Thái Bình thấy thế liền lập tức trấn tĩnh trở lại. Hắn hiểu rõ loài chuột nước vốn sợ người, thấy người ắt sẽ chui vào hang. Chúng chạy lung tung khắp nơi thế này, nhất định trong Hoàng Thiên Đăng không có phục binh, chắc chỉ là trái gió trở trời nên mới như thế mà thôi. Hơn nữa, bụi bặm mây mù đã hơi tan, hắn sợ chậm trễ sẽ bị lạc đường. Thầm tính toán rằng nếu bên trong có vài tên thảo khấu cướp cản đang ẩn nấp thì cũng chẳng dám xông vào đại đội người ngựa của ta, trừ phi chúng chán sống. Thêm vào đó, vất vả hành quân đã trọn một đêm, sĩ tôn đều mệt mỏi, vì vậy quân Thái Bình trở nên sơ suất, chẳng thèm phái tham tử đi dò đường. Từng đợt cứ thế chen nhau tiến lên, men theo các bờ đê chuột để đi vào vùng lau lách rậm rạp. Đoàn quân dày đặc, nối đuôi nhau như một con rắn dài, thấy đầu không thấy đuôi, đi xuyên qua Hoàng Thiên Đăng, chậm chậm đi xuôi về phía nam. Trung quân đã chạy vào vùng giữa đầm, đang hớt hải đi, bỗng nghe thấy tiếng còi nhạn thê lương vút lên lanh lảnh, như xé toạc cả không gian mờ mịt. Tiếng còi chưa dứt, đã thấy vô số bè nhạn xuất hiện ở trong đám lau sẩy ở bốn phương tám hướng. Các bè nhạn phía trên có đặt thổ pháo, lại có nhiều lính dõng giơ súng, nhất tề bắn thẳng vào đám quân Thái Bình vốn không có chút phòng bị trên thân đê. Trong phút chốc, tiếng pháo, tiếng súng nổ vang trời nhức óc. Trong đầm khói súng mù mịt, máu thịt tung tóe. Tướng sĩ quân Thái Bình không kịp đề phòng, đến nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi trong đầm lại có quân Thanh. Và lại trong tình hình thì không phải là một cánh quân nhỏ. Các bè nhạn thoát ẩn thoát hiện trong đám lau sậy tùm, không rõ có bao nhiêu quan quân nữa. Hơn nữa, khi quân Thái Bình chảy qua lại bày thành một trận trường xà hình chữ nhất. Khi đột ngột bị đánh vào khúc giữa thì người ngựa ở đầu đuổi không kịp tiếp ứng lẫn nhau. Thêm vào đó, trong lúc lòng quân đang không yên, lại đột ngột bị tấn công trên bờ đê chuột chật hẹp. Binh lính chèn chúc, người chạm người, dẫm đạp lên nhau, ngựa đụng ngựa, thảy nằm đầy đất. Cả đại đội người ngựa hỗn loạn, súng giương lên mà không bắn được một phát nào. Trong khi đó, Nhạn Doanh đã chuẩn bị mai phục từ lâu. Đúng là một bên ở ngoài sáng, một bên ở trong tối. Cứ một loạt súng nổ lên là quân Thái Bình đổ ra một mảng người. Số lính bị giết quá nhiều, các thi thể rơi xuống nước nhuốm đỏ cả mặt hồ. Cánh quân Thái Bình vây công thành Linh Châu, phần lớn là tù binh, đá và dân chạy loạn. 10 phần thì có đến 7 phần là quân ô hợp, vừa bị tấn công là lập tức hoảng loạn tan vỡ. Quân lính không biết đầm lầy nông sâu thế nào, hàng vạn người cứ nhẹ vào chỗ vũng nước không có quan quân bắn giết mà nhào tới. Cũng không có ít người đua nhau nhảy xuống nước chạy trốn. Tướng lĩnh cầm đầu hô hoán cũng không ngăn cấm được, đành phải rút dao chém ngã mấy tên lính bỏ trốn. Thế nhưng quân thua như núi lở, họ hét thế nào cũng không cản nổi. Nhạn Doanh đã chuẩn bị rất nhiều tầm vông vừa dài vừa nhọn, khiến đối phương muốn cận chiến cũng không được. Bây giờ từng đàn tầm vông đâm ra, khiến quân Thái Bình không thể chống đỡ. Trông thấy thế của Việt Khấu đã đại loạn, lính dòng liền đuổi theo truy sát, thì nhau đâm nhau khắp nơi. Quân Thái Bình rơi xuống nước, đầu bị đâm chết, số còn lại chết đuối trong đầm nước, không biết bao nhiêu mà kể. Tử thi trôi nổi khắp nơi. Chỉ có duy nhất có cánh trung quân ở gần mộ Nhạn, vốn là quân tinh nhuệ từ các doanh cũ của Việt Tây, là chưa tan vỡ. Các tướng lĩnh quân Thái Bình hiểu rằng nếu không thể mở một đường máu phá vây ra khỏi đầm thì toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Vì vậy mặc cho binh sĩ tử thương nghiêm trọng, các tướng vẫn chỉ huy những quân sĩ còn sống sót chân thi thể đồng bọn bị thương thành một đống để ngăn làn đạn đang oanh kích liên tục, đồng thời đem súng ống tên nỏ bắn trả, liều chết chống giữ không lùi. Lính dõng, nhạn dân và đám mai lộ mai phục xung quanh đánh đuổi tàn quân của Việt Khấu tàn tác xong mới phát hiện ra cả vùng Hoàng Thiên Đăng chỉ còn một dải mộ nhạn còn đang ác chiến kịch liệt, liền huýt còi nhạn liên tục, tụ tập người ngựa bốn phương tám hướng đồng loạt đánh tới. Nhạn Doanh tuy kiều dũng thiện chiến, nhưng gặp phải đội quân tinh nhuệ của Việt Khấu thì cũng khó lòng chiếm được thế thắng. Bây giờ quân đổi quân, tướng chạm tướng, mở ra một trường huyết chiến sống sót. Chỉ thấy đao thương vung lên, kiếm kích ngang dọc, hễ một đao xả vai đứt lưng, trúng một thương đầu vỡ thân rời, đón phải kiếm yết hầu đoạn khí, xuyên vào kích bỗng rách máu tươi, chém giết đến nỗi thây chất như núi, máu chảy thành sông. Đúng thật là gặp đối thủ khó phân cao thấp, chạm kẻ tài khó định được thua. Lúc ở thành Linh Châu, Trương Tử Biển nhiều lần thấy cảnh chém giết trên chiến trường, nhưng chưa từng thấy trận nào thảm khốc như trận này. Trông thấy huynh đệ Nhạn Doanh tử thương vô số, hắn công không khỏi nghiến răng mắm lời, mắt vằn đỏ tia máu. Chính lúc hai bên chưa phân thắng thua, mọi người thấy xa xa trong trận của Việt Khấu có một người cao lớn, râu tóc dài thượt, tuổi chừng trên dưới 40, cưỡi một con ngựa cao, mặc hoàng bào gấm thêu, dắt bảo kiếm và súng tây. Ông dùng chỉ huy sĩ tốt, vây xung quanh là mấy chục quân sĩ giờ thuần bài hộ vệ xung quanh. Xem phục sức và khí phách của hắn đều rất phi phàm, liệu chừng là ngụy vương đầu sỏ của quân giặc. Nhạn Linh Nhi đánh Việt Khấu đã lâu, biết rõ lối phục sức của ngụy vương, liền trỏ tay nói: tên giặc đó nhất định là Chiêm Thiên Hầu, cầm quân của Việt Khấu. Nói đoạn, cô dương loạn cung, đầu nhạn lắp tên đuôi nhạn, rồi dương cung như trăng ngày rằm, tên bay như ánh sao băng, miệng hồ chúng này. Một mũi tên bay vụt ra, xuyên qua đống khe thuẫn bài, bắn Chiếm Thiên Hầu ngã ngay xuống đất. Thấy chủ tướng bại vong, thế quân của Thái Bình lập tức đại loạn, binh lính không còn lòng ham đánh nữa. Nhạn Bái Lý Tứ thấy thủ lĩnh Việt Khấu đang ngã ngựa, biết thời cơ đã đến, liền rút còi nhạn u. Lính dõng Nhạn Doanh nghe thấy hồi lệnh, đều rút phát nhạn linh đao trên tay, ồ ạt xông lên, đẩy đổ đám thi thể chất như núi, xả thân thâm nhập vào quân địch, vùng đào chém giết. Thanh nhạn linh đao có thân dài, cán ngắn, sống dày, lưỡi mỏng, rất thích hợp trong lúc xông trận chém giết, phát huy được sở trường đặc biệt khi cận chiến. Chỉ thấy trường đao vung lên đến đâu thì đầu người lăn lốc đến đó, máu từ cổ họng phun vọt lên, không thể chống đỡ được. Tôn Đại Ma Tử mưu đồ sát khí, đứng trong đám người, liếc thấy Chiếm Thiên Hầu trúng tên, bị thương đang lồm cồm trên mặt đất, định đứng dậy, các vội vung đao tiến lên đánh tàn quân Thái Bình hộ vệ, toan một đao cắt đầu Chiếm Thiên Hầu. Nào ngờ Chiếm Thiên Hầu thường dẫn theo một tên thị đồng có dung mạo tuyệt đẹp. Trong đám hỗn loạn, hắn ngã ra đất giả vờ chết, nhân lúc Tôn Đại Ma Tử không phòng bị, vọt lên đâm một kiếm. Tôn Đại Ma Tử tuy giỏi võ nghệ, nhưng không có nhiều kinh nghiệm trong chiến trận. Lần này vì tham công, chỉ mong giết được Chiêm Hầu, mà không đề phòng gì cả. Đột nhiên thấy sau lưng lạnh buốt, một mũi kiếm đã đâm xuyên qua ngực, lập tức máu vọt ra như suối, bị tên thì đồng giết chết. Thương thay, chùm vó phải vỡ nơi thành giếng, làm tướng vong thân trước trận tiền. Nhạn Bài Lý Tứ đồng lộc đó đang ở bên cạnh, tuy trông thấy rõ ràng nhưng đang ở trong đám loạn quân, không thể cứu kịp. Gã và Tôn Đại Ma Tử mới kết nghĩa anh em, tình như thủ túc. Thấy thế nổi giận, trước mặt như phủ một vầng mây đen, hét to một tiếng, vùng tay lao tới. Nhạn Linh đào chém một nhát, tên thị đồng của Chiêm Thiên Hầu gục xuống. Gã đã văng cái thây ra, rồi tiếp tục xả đao vào Chiếm Thiên Hầu. Nào ngờ Chiếm Thiên Hầu của quân Thái Bình tuy bị thương nhưng vẫn hung hăng hơn người, chẳng khác nào một con thú đã bị dồn đến đường cùng. Lúc hắn ngã xuống đống xác người, trong tay vẫn nắm chặt một khẩu súng, nhưng chưa vội bắn. Bây giờ thấy có người lao đến, hắn liền nổ súng trúng ngay đầu của Nhạn Bài Lý Tứ, lập tức máu tươi vọt ra, thân người ngã xuống. Đúng thực là cửa âm phủ thêm hồn oan uổng, trốn dương gian vắng một thiếu niên. Muốn biết chuyện sẽ thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ 8, Thượng Cô Lệnh. Lại nói về trận ác chiến giữa Nhạn Doanh và quân Thái Bình trong Hoàng Thiên Đăng, chém giết tới mức đầu lăn lông lốc như dưa rụng, thây chất tầng tầng tựa núi cao. Trong đám hỗn loạn, Nhạn Bài Lý Tứ định xông thẳng tới lấy đầu Chiếm Thiên Hầu, nào ngờ bị trúng một viên đạn. May mà gã nhanh nhẹn hơn người, tránh qua cực nhanh, nhưng cự ly quá gần nên cũng bị viên đạn chỉ bắn trúng một con mắt. Lệch một chút nữa thì chỉ e đã bắn suốt óc rồi. Nhạn Bài Lý Tứ hết sức dũng mãnh, không để ý đến một bên mắt bầy nhầy móc thịt, chồm dậy như phát cuồng, cả người lân đao chồm xuống, một tay chộp cứng mớ tóc rối bời của Chiếm Thiên Hầu, giật hắn từ dưới đất lên, kẹp vào bụng, nắm cứng cần cổ, bắt sống giữa trận tiền. Quân Thái Bình thấy đại thế đã mất, lập tức tan vỡ tứ tung, quảng mũ bỏ giáp, tranh nhau chạy trốn. Những tên không chạy kịp thì vất vũ khí đầu hàng, lính dòng Nhạn Doanh chém giết hàng máu, không thiết đến việc bắt tù binh, cứ thế vùng đào đuổi giết. Thế kẻ sống là chém, thế còn chạy trốn là giết. Trận ác chiến kéo dài tới gần tối mới kết thúc, mặt nước trong đầm đều nhuộm đỏ máu tươi. Nhạn Doanh sai người về gấp Linh Châu báo tiệp, còn đại đội người ngựa đều ở lại đây chạy chữa trị thương, chôn cất người chết. Từ xưa tới nay, chuyện binh đao nguy hiểm thường có câu rằng giết địch 1000, mình cũng tổn thất 800. Tuy một trận phát tan đảo quân lớn của Việt Khấu, bắt sống thủ lĩnh Chiêm Hầu, nhưng khi điểm lại số quân thì lính dõng, thợ săn nhạn và cánh mai lộ cũng tử thương hơn 2000 người. Nhạn Bài Lý Tứ hỏng một mắt, mặt đầm đìa máu tươi, may mà viên đạn không xuyên vào não. Viên lang trùng trong quân đội vội chạy đến, phải dùng thủy ngân làm tiêu tan viên đạn chỉ đang khảm trong hốc mắt, mới giữ được tính mạng của gã. Trương Tử Biển đứng bên cạnh, trông thấy Nhạn Bài Lý Tứ bị thương nặng và thi thể song xoài của Tôn Đại Ma Tử, hắn muốn khóc giống lên nhưng không thể nào rơi được nước mắt. Trái lại, trong lòng hắn ớn lạnh, hối hận khôn nguôi. Nếu sớm biết trường vinh hoa phú quý mà Lâm Trung Lão Quỷ mách bảo được đáp bằng tính mạng của anh em thủ túc, thì tam gia ta thà rằng không cần đến nó cho xong. Tôn Đại Ma Tử và ta đã kết nghĩa sống chết. Hồi trước hai người cùng chạy nạn khỏi làng Kim Quan, trước này luôn đỡ đần bên nhau, gắn bó keo sơn. Sau này cả bọn kết bái huynh đệ, thể sống chết có nhau, chỉ mong có một ngày được cùng hưởng vinh hoa phú quý. Thế mà ngờ đâu tới hôm nay thì âm dương cách biệt rồi. Trước nay Trương Tử Biển thấy chuyện chết chóc không ít lần, nhưng đều không liên can gì tới mình. Điền nhiều thì trong lòng cảm thấy cũng bình thường, nhưng tới giờ phút này mất đi một huynh đệ thủ túc mới hiểu rõ thế nào là nỗi đau khổ của cảnh sinh ly tử biệt. Sau trận đánh, kẻ hào hán đường đường nọ kia đã không còn nữa rồi. Trong lòng Trương Tử Biển làm sao vui cho được. Hắn định từ bỏ chức doanh quan của Nhạn Doanh, tính cao chạy xa bay là thượng sách. Nhưng nghĩ ở một góc độ khác, lúc này thiên hạ đang đại loạn, trên đời làm gì còn nơi trú ngụ bình an. Tới giờ thì đã không còn đường nào quay lại nữa. Nếu trước đây không cắm đầu cắm cổ đi theo đường này, thì Tôn Đại Ma Tử sao phải chết oan uổng. Trong đầu hắn nghi ngờ miên mang, một lúc lâu cũng không định đoạt được chủ ý nào. Nhạn Linh Nhi đắp xong vết thương cho huynh trưởng, rồi cả hai cùng khuyên giải Trương Tử Biển. Đánh trận thì sao tránh khỏi chết người. Hơn nữa, chúng ta không làm lễ dâng tù báo công nữa, mà đem tên đầu sỏ của giặc ra mổ bụng moi tim để tế vong hồn các anh em đã chết trận. Trương Tử Biển trong lòng bấn loạn, gật đầu nói: mọi việc xin cứ Tư Cả cứ làm chủ cho. Lúc ấy trời đã sụp tối hẳn. Trong Hoàng Thiên Đăng lạnh lẽo thê lương đang bao phủ một bầy mây đen thảm đạm. Linh dòng của Nhạn Doanh đã thu niệm chôn cất các tử thi đâu đấy, thiết lập một cái bài vị và bàn thờ sơ sài trước phần mộ. Nhạn Bài Lý Tứ sai thủ hạ cho giật cánh khỉu của Chiêm Thiên Hầu giải ra trước linh vị. Chiếm Thiên Hầu nọ bị trúng một mũi tên vào vai, còn chưa nhổ ra được, từ miệng vết thương máu tươi nhỏ thành từng giọt, quỳ sụp xuống trước mặt Nhạn Bài Lý Tứ. Hắn ta liền nói: xin tráng sĩ tha mạng cho tôi. Nhạn Bài Lý Tứ rút phát cường đào trong tay ra, lạnh lẽo chỉ vào từng hàng linh vị mà rằng: tha cho tính mạng của nhà ngươi ư? Không khó đâu, chỉ cần các anh em đang nằm đây gật đầu đồng ý là ta tha. Nói đoạn, vung tay chém xuống. Một làn gió mát thổi qua, cái đầu của Chiếm Thiên Hầu lăn xuống, máu tươi từ cổ họng phun lên trời. Nhạn Bài Lý Tứ lại sai hai tên đao phủ đứng chờ lệnh ở bên cạnh, tiến lên moi tim của hắn ra, đặt trước bàn thờ tế lễ. Những người chết trận của Nhạn Doanh phần lớn là con em của cánh nhạn dân trong Hoàng Thiên Đăng. Khi bàn thờ vừa lập thì tiếng khóc than đã nổi lên ầm ĩ. Nào là vợ khóc chồng, nào là mẹ khóc con. Cũng còn nhiều người khóc thương cho anh em thủ túc tử nạn. Theo lệ của cánh lục lâm, một viên tiêu quan vừa tung tiền giấy vàng mã, vừa tụng bài thưởng cô lệnh. Bài lệnh rằng: non xa nước xa xa, hai bầu trời dắp một tòa cầu ngang, bày rõ ràng cơm phần cúng tế, thắp hương lên thêm lễ tiền vàng, gọi hồn hào kiệt hãy khoan, trên đường về tới suối vàng dừng chân, nghe lời ngâm thường cô một lát. Ngày trước từng đối mặt kết giao, ân tình nhật nguyệt khác nào, đã sâu tựa bể lại cao tột cùng, đồng một lòng làm quân ủng mộ, liễu xa trường máu đỏ chiến bào. Nay anh em đã về đâu? Âm dương cách trở khi nào thấy đây? Tiền giấy này tuy rằng chẳng mấy, mong linh hồn nhận lấy làm vui, cầu cho hồn sớm lên trời, phù hộ may mắn cho người còn đây. Ở kiếp này thôi đành chia cắt, nguyện kiếp sau gặp mặt anh em. Lời chú lệnh niệm xong, mọi người cùng rúc một còi nhàn, một tràng dài, rồi đốt vàng mã trước linh vị. Đêm ấy Nhạn Doanh ở lại trong đầm, tới tờ mờ sáng nhận được quân lệnh trở về Linh Châu. Nhưng lộ nhạn săn và các lộ cướp tới trợ chiến đều cướp đoạt được các chiến lợi phẩm từ xác chết. Có người lấy được tiền bạc thì từ biệt trở về con đường làm ăn cũ. Cũng có người không ít tên thảo khấu mai lộ có dã tâm, không quản sinh tử để kiếm của trong thời loạn lạc, thì gia nhập đoàn lính gióng của Nhạn Doanh. Cứ như thế, khi Nhạn Doanh rời khỏi thành thì chưa đầy 1000 người. Sau trận chiến ở Hoàng Thiên Đăng lại tổn thất rất nhiều anh em, nhưng khi thu quân trở về lại tăng quân số lên hơn gấp 2 lần. Chính vì vậy, ở giữa đường Nhạn Doanh lập một tổ chức chỉnh đốn, yêu cầu những người mới kết nạp phải thắp hương ăn thề, Đó là tục lệ rất phổ biến trong các cánh dân quân. Chỉ khi nào kết thành huynh đệ thì mọi người mới đem tính mệnh giao phó cho nhau. Muốn như thế phải lập bàn thờ, bày khai sơn lệnh ra. Lần lượt doanh quan Trương Tử Biển và Nhạn Bài Lý Tứ đứng đầu, phía dưới là các viên tiêu quan và lính dõng thứ tự xếp hàng, đọc lời lệnh như sau: hảo hán núi Đông đến núi Tây đều vì của cải mới về đây, bươm bướm tham hoa nên mất mạng, tiếc tiền lão Triệu chết không sai. Huynh đệ có duyên đã đến núi, dẫu trò ở dưới hay trên đài, trước đặt 36 ghế lớn, sau là ghế bạc 72. Dòng hồ chỗ nào ra chỗ ấy, lính trơn thì đứng xếp hàng dài. Cánh cướp cản mai lộ trong thiên hạ, tùy phân bố khắp nơi, nhưng từ thời quân Lục Lâm đời Hán tạo phản đến nay thì đã kết thành bè đảng, liên lạc hỗ trợ lẫn nhau giữa các địa phương. Trải qua các triều đại, cánh đạo tặc đều có một đầu lĩnh được gọi là Tổng Biêu Bà Tử, chiếm cứ một vùng hồ Động Đình 800 dặm. Hồ Động Đình có muôn ngọn núi bao quanh, liền với ba sông, là nơi có hình thế hiểm trở trong thiên hạ, xưa nay vẫn là xào huyệt của đạo tặc. Đám thờ san nhàn mai lộ trong Hoàng Thiên Đăng cũng chỉ là một phái trong đó mà thôi. Cũng bởi vì kẻ mới gia nhập Nhạn Doanh phần lớn là người ngoài, nên Nhạn Bài Lý Tứ phải đích thân đọc bài về chất vấn những tân binh rằng: sơn môn giờ ngọ mở rồi, huynh đệ đâu đấy nghe lời truyền đây. Chín đường sống chết đã bày, đâu nào những kẻ núi này dám lên. Người tài hèn chớ nên bán mạng, kẻ mạnh tâm đừng lảng vảng vào. Nhân thân mở ám đi mau, tính toán chưa chín thôi nào về nhanh. Mạo xưng danh cung chuồn luôn cho lẻ, kẻo cha ra là sẽ mất đầu. Những phường bạc nghĩa lau nhau, hôm nay là lúc lạc sâu hang hùm. Kẻ chùm sò mà vi phạm lệnh, cũng cầm bằng tính mệnh vất đi. Anh em cấp dưới không nghe, bà đào khoét mắt chẳng để hà đâu. Mọi người đã nghe rõ quy củ, liền tự động khai báo thân phận lai lịch, đồng thời cũng làm bài về để đáp lại. Ví dụ như: nghe lời huynh trưởng bảo ban, chúng tôi chỉnh đốn y quan vào hầu. Hôm nay may gặp được nhau, đúng là duyên tự thuở nào đến nay. Chúng tôi đây có tài có dũng, ai nấy danh cũng nổi như cồn. Xin trên tỏ chút đoái thương, nếu có sơ suất trăm đường xá cho. Tôi đến từ kia kia đó nọ, thôn làng nào là chỗ gia cư. Vào hồi năm tháng ngày giờ, mẹ tôi trở già sinh cho làm người, từng ở núi này trại ấy. Hôm nay xin bái nhập Nhạn Doanh, lệnh ban ắt phải thi hành. Ăn thề uống máu, lòng thành dâng lên, không kính trên nguyện dâng thủ cấp. Dưới chẳng nhường, cứ mặc moi tim. Nếu không nhường dưới kính trên, tôi xin nộp mạng để đền nợ thân. Doanh quan còn phải hỏi: có gì làm bằng chứng? Kẻ được hỏi sẽ đáp rằng: bẻ hương làm bằng. Người đó sẽ bẻ đôi cây hương trong tay, biểu thị ý là nếu có gì gian dối, sẽ giống như cây hương này, sẽ bị chém chết dưới lưỡi đao. Nhạn Bài Lý Tứ giữ lại những người có thể đi theo, còn những kẻ thân phận không rõ ràng đều trả về. Rồi kiểm điểm lại lính dõng trong doanh được 2.200 người, khiến cho thực lực của Nhạn Doanh tăng lên hơn gấp bội. Gã rất mừng. Chỉ riêng Trương Tử Biển thì hết sức lo âu. Thế binh mà càng tăng nhiều thì báo hiệu cho các trận đánh càng lúc càng ác liệt, và người chết cũng chắc chắn sẽ càng nhiều. Cứ như trận vừa rồi mà xét thì còn phải hy sinh tính mạng không biết bao nhiêu huynh đệ tay chân nữa. Con đường mà Trương Tam Gia này đi, không biết đến bao giờ mới kết thúc đây. Liệu chừng cứ suy nghĩ mãi cũng chẳng giải quyết được gì. Hắn đành chỉ biết vâng theo mệnh trời xui khiến, đoàn liền cho chỉnh đốn đội ngũ về thành nghe lệnh. Chuyện Nhạn Doanh đại phá Việt Khấu tại Hoàng Thiên Đăng quả nhiên làm chấn động thiên hạ. Đến hoàng thượng ở kinh thành cũng nhận được báo tiệp, lòng nhàn vui mừng, bảo rằng cơ hội trùng hưng của triều ta đã sáng sủa, lập tức chính tay bàn cho ngự bút 4 chữ trùng dũng Nhạn Doanh, đồng thời sai bộ binh phá lệ phòng Trương Tử Biển làm chức tham tướng, hàm võ quan tránh tam phẩm, nhận bảo lộc của triều đình. Kỳ thực ra đó cũng chỉ là một chức quan hư hàm, hữu danh vô thực. Rốt cuộc hắn vẫn chỉ là một danh quan. Ngoài ra, triều đình cũng phong tước gấp đôi số tiền lương cho lính gióng Nhạn Doanh, cả cũ lẫn mới. Đại đốc Đồ Hải vốn định mượn dao của quân Thái Bình để xóa sổ Nhạn Doanh, nhưng ai ngờ nổi là có kết cục như vậy. Thành ra đối giáo cho giặc, lão càng cảm thấy tài nghệ cao cường của Trương Tử Biển và Nhạn Bài Lý Tứ, lại thêm bè đảng trong thành của bọn họ quá nhiều, sẽ trở thành mối uy hiếp, chỉ e về sau sẽ phát sinh ra đại loạn. Xong, tạm thời lão nuốt giận nhín nhịn. Và lại việc điều động Nhạn Doanh phục kích Việt Khấu lần này lại đúng là chủ ý của lão, nên đương nhiên là cùng lập tức báo công lao với triều đình để nhận tiền thưởng. Nếu chuyện đó không bàn tiếp nữa, chỉ nói về thời gian thấm thoát qua mau. Đông qua hạ tới, chẳng mấy chốc mùa thu, mùa đông qua đi, đã đến cuối mùa xuân đầu hè. Trương Tử Biển được tuần phủ đại nhân tin tưởng làm doanh quan của Nhạn Doanh, tuy không hiểu phép hành quân, bày trận, chém giết, nhưng thủ hạ của hắn có bọn Nhạn Bài Lý Tứ đều là những tướng tài kiêu dũng thiện chiến. Hơn nữa, họ đều nghe theo lệnh của hắn. Dưới sự thống lĩnh đó, Nhạn Doanh liên tiếp giao chiến với Việt Khấu, công thành khắp nơi, thu phục được mấy chỗ trọng trấn xung quanh thành Linh Châu. Một hôm nọ, Nhạn Doanh trở về thành dưỡng sức. Trương Tử Biển nhân lúc nhàn rỗi, một mình đi đến Miêu Tiên Tử. Lúc mẹ Hoang gặp lại người quen, liền nhao vào trong đền quân quyết lấy hắn. Trương Tử Biển cho mẹ Hoang ăn vài thứ thức ăn, rồi vắt chân trước ngũ, dựa ngả ngốn lên bệ thờ. Hơn nửa năm nay, hắn phải trải qua vô số chuyện chém giết. Trong lúc này, chợt dấy lên niềm cảm khái. Hồi trước, đến nằm mơ cũng mơ đến cảnh vinh hoa phú quý, nhưng dưới gầm trời khắp nơi đều nổi lên đao binh. Chẳng biết Trương Tam Gia này ngày nào tháng nào mới được ăn bữa yên ổn ở đây. Nếu sớm biết làm người khổ cực như vậy, thì hồi đầu thai đã khẩn cầu luân hồi Diêm Vương cho Tam Gia ta là một con mèo hoang Linh Châu, có khi còn sung sướng rong chơi, chứ cứ vào sinh ra tử thế nào thì biết bao giờ mới ngừng được đây. Trên đường lúc phiền não, bỗng nghe có tiếng nói lạnh lẽo như củi khô vang lên. Hay đây, cô nhân lâu nay vẫn khỏe chứ? Trương Tử Biển giật mình, vội vã bật dậy khỏi bệ thờ. Đưa mắt nhìn thì thấy Miêu Tiên Tử xuất hiện thêm một người nữa. Người này mình mặc áo bào màu tro lam lũ, tựa như xác chết mặc đồ thời cổ vừa sống dậy từ trong mộ vậy. Trên bịt kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt vô hồn, không sức sống. Cái đó không phải ai khác, chính là Lâm Trung Lão Quỷ, hay mách bảo họa phúc lành giữ cho Trương Tử Biển. Nửa năm nay, Trương Tử Biển không thấy người này, chẳng ngờ hôm nay lão lại tự tìm đến. Hàn Đàng có mấy điều quan trọng muốn hỏi, liền vội vã chào to. Nào ngờ chưa kịp nói năng gì, Lâm Trung Lão Quỷ đã đột nhiên cất tiếng. Trương Tam Gia, đại họa của nhà ngươi sắp đến rồi đấy, đến tính mạng cũng không thể giữ được. Thế mà nhà ngươi vẫn còn thời gian để đùa giỡn nữa ư? Thật đúng là ở nhà chơi suốt cả ngày, biết đâu họa lớn đổ ngay lên đầu. Quyển thứ 5 của Tặc Miêu đã hết, muốn biết về sau thế nào, xem quyển Tiệt Yêu Tử cuối cùng sẽ rõ.